phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Không có thích cao to to đẹp trai, cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên Nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt. Sinh 1975. Nghề nghiệp tài xế lái container. Hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thiền Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ bên tai em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn, phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Ôi, dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay giống như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003, tôi có quen một người được 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài, không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều vợ không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Quyền Linh à. Mang tiếng thôi, một vài người có nhiều vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ, mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp là đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lả lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách này phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao. Cao hơn container luôn á. Cao hơn container. Ừ. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn chắc anh bà giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi, từ đó vậy sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, chạy à, vòng vòng đó hả? À. Chạy các khu công nghiệp thôi. À, đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh.
em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó, thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặc trưng, gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên, đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn nghe chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói đi, nha. Nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà, bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á, nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc, tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về, mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít ít. Nhưng ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó, nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình nè. Mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên nè, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm đàm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi? Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tim đường. Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộn sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nhăng. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã biệt từng quen, biệt hết. Không ai đến đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à? Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây á, là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ cầu dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À, vậy bây là góc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước xe, rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ sao không lạ. Giờ đọc giờ lạ luôn ha. Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cầm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được, còn không có đem công theo. Cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời à, mở rào. Món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Kèm theo cái giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương.
em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mai mốt xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho dòm chút nha. Lái xe qua nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh cũng kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Cũng hợp hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu vậy, như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Ôi, thấy dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào, cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ vậy. Dạ. Cho nên dạ, không, ấy nói là em có cái giống như tiếng sét á, người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp ấy, mình có bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách, nhưng anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi, ngồi đổ nè. Nãy giờ bún gầm liền đúng không? Bún gầm liền. Ờ, rung động liền đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh, mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc: khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả, còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Ê, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình lần này chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi, em giữ tiền đi ha. Còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi, thiệt. Và phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình. Con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn, nói chị. À, dạ, cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ, cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai, con gái, em đều thích hết anh. Ờ, giống dạ, em rồi đó. Đó. Anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ồ, giữ dạ, vậy hả? Ba đứa chứ có nếu gì, mà anh có điều em kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh, chị của em á là nãy giờ luôn có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á anh này nọ đó thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không, anh em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa vậy? Anh phải thực sự yêu thương chị của em. Không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận tư em tìm anh luôn á. Rồi rồi. Ôi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm người Linh. Kiếm người Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ, mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh hôn được. Sợ quá. Trời, anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn lắm chị. Chưa bao giờ thấy hung á. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh khung nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ, hung trên tóc anh.
không mà tao không, nó không chịu, ừ, nó không chịu má kìa. Anh còn định hôn môi nữa đó. Đừng rung, anh nắm tay nè, không có rung đâu ha, đừng rung, có anh là không ra đâu ha. Rồi, hôn.